Hôm nay, Bocaco sẽ giới thiệu cho bạn cách làm mẫu Bocaco 015. Cùng theo dõi video nhé. Ok, và chúng ta cần chuẩn bị sơn lót đa năng Bocaco, sơn bê tông Bocaco mã Bray BK1 và Sky BK5, sơn giác vàng Bocaco, treo bảo vệ Bocaco, bay on black Bocaco, phô mai phủ treo Bocaco. Bước 1. Dùng sơn lót đa năng Bocaco phủ đều lên bề mặt. Bước 2. Dùng bay on black Italy Bocaco đưa sơn bê tông Bocaco mã Bray BK1 lên tường để tạo lớp nền. Bước 3. Dùng cọ lấy một lượng sơn giác vàng điểm ngẫu nhiên lên bề mặt theo ý muốn. Sau đó tiếp tục dùng cọ dặm sơn bê tông mã Sky BK5 xung quanh những điểm có sơn giác vàng để tạo chiều sâu. Tiếp tục dùng cọ dặm sơn bê tông mã Sky BK5 lên những điểm có sơn giác vàng. Đồng thời dùng bay silver Bocaco dặm lại xung quanh để tạo độ hài hòa cho hiệu ứng. Tiếp theo, dùng bay lấy một lượng cực ít sơn bê tông mã Sky BK5 vuốt lên bề mặt tạo thành hiệu ứng xước. Sau đó, dùng bay dặm sơn bê tông mã Bray BK1 lên những chỗ còn lại. Kế tiếp, dùng bay vuốt đều lên bề mặt để tạo độ láng mịn cho bề mặt. Sau khi bề mặt khô, xịt một ít nước lên bề mặt để tạo độ ẩm. Sau đó dùng phô mai xoa đều sơn hiệu ứng bê tông mã Sky BK5 lên khắp bề mặt để tạo sự hài hòa cho hiệu ứng. Bước 4. Sau khi bề mặt đã khô hoàn toàn, pha treo với nước theo tỷ lệ 2:1. Phủ đều lên bề mặt, lưu ý nội thất thì phủ 1 lớp, ngoại thất thì phủ 2 lớp nhé. Chúc quý khách thành công!